Ôi, Onion đánh Onion lễ có Master. Onion có làm được điều gì không? Đây là một key player đến từ Hàn Quốc và đánh cho team Pháp. Good luck, Onions. Good luck, good luck. Where the final, after this, no, I think in 30 minutes. 30 minutes. Lo quá, mình lo lắm. Oh, đây là My World Favorite Girl và như là có Bomb Tower. Có Magic Archer hay là gì không? À, Bomb Tower, Go, Dark Goblin, Knight, Poison. Sure, sure, sure. And Onions, Zion, Web Jam. Ở trong những tên đầu này đừng để mất nhiều quá nhiều máu, bởi vì là Miner Workmaker nó rất là bá đạo. Miner đổi hướng cực kỳ khó chịu. Royal Devil League là ba lụ. Không, đây là một phiên bản có. Ôi, Arrow lỗi. Why? Arrow phải cho con Dark Goblin chứ. Hình như là đây là Poison không có, nhưng không có Bomb Tower. Đây là một phiên bản cực kỳ là khó chịu. Với Bomb Master, mình không nghĩ. Nếu mà anh ta chơi Bomb Tower thì dễ thở hơn. Nếu mà anh ta chơi Poison thì thực sự là khó thở cho Onion. Poison hay là Bomb Tower ở đây? Royal Devilly nó sẽ nhảy vào đầu mấy con này. Ồ, Bomb Tower. Nhưng mà phải giết được con Dark Goblin đã. Giết làm gì làm, giết được Dark Goblin đã. Giết nó đi, Arrow. Rất nhiều đam đến từ... Đến từ đàn Skeleton. Dark Prince sẽ nằm xuống, Dark Prince sẽ đặt trọng ngay cái tên này. No bone đâu, no bone. Nguy hiểm quá. Đánh ở phía bên trái rồi, không để cân không cần phải để ý phía bên phải nữa đâu. Bên phải chúng ta cũng có mất gấp đôi máu nữa. Từ từ, chúng ta sẽ từ từ. Goblin cách đâu? Goblin cách này hơi thấp. Đấm con Dark Goblin đi, rồi hay quá một hit rồi. Và đây là thời điểm Musketi đẩy lên Zion Gravejab. Từ từ đã, Arrow đâu xuất hiện. Từ từ Arrow, từ từ Arrow, từ từ Arrow. Từ từ Arrow, từ từ Arrow. Đặc biệt Linus. Có Zion có vào được chỗ không? Không được rồi. Đây là một cái đợt lượt bút cuối cùng, mình nghĩ là như vậy. Goblin Cake. Goblin Cake đâu? Còn Musketi nằm xuống của Dark Prince. Không kịp. Ôi giời ơi, còn Dark Queen thì rất hợp lý hơn. Tại sao lại không dùng Dark Goblin? Không dùng Dark Queen. Tại sao lại không dùng Arrow cho Active King Tower luôn? Bởi vì là... Onion không biết đoán vào chút nào. Anh ta... Tại sao anh ta Arrow cho một con... Cho một cái... Tại sao là chúng ta thấy là lượng máu đã xuống đầu đó 600 rồi? Thì chúng ta tội gì không sợ Active King Tower đi? Tiếc cho Alien quá, anh ta đánh không quyết định. Anh ta lại cứ chần chừ. Anh ta cứ Arrow, anh ta biết là Xbox Master anh ta sẽ đặt Dark Goblin ở phía sau trụ King. Nhưng mà lúc đấy chúng ta đã có ông rộ khoảng 600 máu thì sợ vẹo gì. Sao chúng ta cứ phải cố đây, Arrow turn đầu tiên sai này. Keep. Cái game này chính là con Dark Goblin. Không một ai khác có xin được Dark Goblin. Bởi vì là Goldmaker và những con kia chúng ta có thể defend được. Tại sao? Đây là cái tầng cuối cùng. Tiếc cho Audience. Bởi vì là đâu đó là chúng ta vẫn thấy sự quyết đoán không có. Vẫn còn chần chừ. Các bạn nhìn thấy con Dark Goblin, khi mà nó không chết thì nó sẽ tạo ra một cái combo kinh khủng quá.
Nếu mà trong cái tuần vừa rồi, cho dù là anh thích King Tower giết được con Đo Goblin thì chúng ta control cái game tuyệt vời hơn nữa. Good luck audience, next game. Sẽ nếu mà toàn cái game này nữa thì thôi chúng ta sẽ deep về. Chúng ta sẽ nếu mà thua game này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với Expo Master Vent Higher. Game number 4, get a set number 1, King of the Hill, it's final. Fab 1, William Z 2. Và Workbreaker. Ồ, đấy là một cái deck mà Ben Revelio đã từng sử dụng đúng không ạ? Hero Spirit, Royal Zion, Canon Cast. Nhưng mình không nghĩ đây là phát Canon Cast. Có phải Waker, Goblin Spear, Poison rồi. Hay là, anh ta đang sử dụng Minor Poison, Hunter có... Có Nai không? Có Nai luôn. Đây một phiên bản anh ta có thể defend được. Không có trụ, không có building. Tuy nhiên thì anh ta có Hunter, có con Nai, có thể defend được Royal Zion tốt. Tuy nhiên làm cách nào thì anh ta có thể giết được con Firewaker đây. Bên này có Work. Baker không thể vào trụ được. Cái lót thì không thể giết được con Firebreaker, vậy là cần làm cách nào để có thể hire có thể giết được con Firebreaker. Có Hunter, tuy nhiên thì anh ta rất khó để có thể chặn được con Royal Giant bởi vì cái ảnh hưởng của Earthquake gần như là ở đầu đó vẫn có 3 hit. Royal Giant đẩy phía sau. Đây là một cái deck cực kỳ là khó chịu bởi vì có Heal Spirit. Nó support cho con Royal Zion cực kỳ là mạnh luôn. Firewaker đẩy lên, giết được đàn Skeleton. Hunter có Nai support. Tuy nhiên thì con Heal đẩy lên. Đúng là combo này cực kỳ là khó chịu khi mà không có building. Miner bên kia có hại, chỉ có một hit đến từ Royal Zion. Tuy nhiên thì đàn Bat đã bị giết bởi Spear rồi. Chỉ có một mình Miner gây đam thôi. Phải quay cờ vẫn đang nằm đấy. Tiếp tục là một con Royal Zion. Nó chặn như thế nào đây? Một đàn Nai, một con Nai và ba con Skeleton chặn như thế nào? Phải nói là Xbox Master anh ta cực kỳ là thông minh khi mà để đánh như thế này. Những cái deck của anh ta chọn cực kỳ là hay, hơn nữa là cái kỹ năng sử dụng thành thạo tất cả các thẻ của anh ta cực kỳ là tốt. Phải nói là Pháp phải may mắn khi đã có được Xbox Master. Và đúng là chiến lược cực kỳ là tốt. Khi mà team của Hàn Quốc năm ngoái chúng ta đấy là giải thể rồi thì năm nay Xbox Master đầu quân cho Pháp là một điều may mắn cho Pháp, phải nói là may mắn cho Pháp. Và bây giờ cái trụ còn 77 máu, cái đàn của Firewaker không trúng. Hai người anh ta đang cố gắng ăn được cái trụ 513 máu, liệu rằng có ăn được không? 12 giây là không đủ. Heal Spirit vì bên trái phải dùng Skeleton. Phải dùng một Earthquake ở phía bên phải rồi. Earthquake đấy rồi, liệu rằng có đủ thời không? Không đủ thời gian. Không đủ thời gian để cho một cái... Vai chứ tưởng ạ. Xbox Master anh ta đánh quá hay và tham minh chuẩn quá. Hơn nữa thì anh ta có bảo vệ được cái trụ gần như là không đủ thời gian để có thể dùng một cái Poison nữa. Wow! Và chúng ta sẽ đến vào game cuối cùng. Game number 4, game number 5, set number 1, King of the Hill. Wow. Thực sự là Xbox Master anh ta đánh cực kỳ hay ở tất cả các deck. Đặc biệt là những cái deck kiểu Minor Control thế này hơn là, hoặc là Giant Graveyard. Phải nói cái game vừa rồi. Nhưng phải nói điểm mạnh của Xbox Master đấy là những cái deck Cycle. Đặc biệt là Minor. Các bạn vừa thấy cái game trước khi mà Xbox Master anh ta đánh với audience perfect, không có gì phải nói luôn. Không có nhiều đam. Slowman một người, Slowman và Hire đều là những người chơi mà có tỷ lệ win rate về đánh một cực kỳ cao. Tuy nhiên thì liệu rằng là Xbox Master có ăn được không? Hay là Xbox Master làm nên một điều kỳ diệu nào đấy?
Phải nói là ngày hôm nay Pháp, đặc biệt là Xbox Master và Jack đánh cực kỳ thăng hoa. Khởi đầu với những cái trận đấu, với những ba game đấu bị thua liên tiếp, tuy nhiên thì họ đã lội ngược dòng cực kỳ là xuất sắc để bước vào trận chung kết ngày hôm nay. Ở vòng cái vòng bán kết khi mà họ thua lội ngược dòng kích. Thật sự đáng tiếc ngày hôm nay, đáng tiếc cho kích bởi vì là đâu đó thì đúng những player của Pháp họ vẫn cao tay hơn, họ kỹ năng họ vẫn tốt hơn. Và cái cách phân tích và xếp đặt sắp deck của đội ngũ này cũng cực kỳ là kinh khủng. Đây là Poison, Worldbreaker, Corrier, Diveli. Khá nhiều đam từ Grip Jab. Tuy nhiên là khi mà sử dụng, phải rất cẩn thận khi mà đặt Muskete Nightwish cùng một hướng thế này mà cái khoảng cách cực kỳ là rộng thế này thì rất dễ sẽ bị poison. Tuy nhiên thì deck của Xbox Master anh ta thiểu thủ Grip Jab không tốt, vì vậy là khi trong cái thời điểm hiện tại anh ta cố sử dụng poison để defend Grip Jab hơn là việc mà sử dụng được poison để giết ra. Nên một lực combo cực kỳ lớn, liệu lại defend như thế nào đây? Có hai Muskete, một Nightwish Arrow đây rồi. Phá trụ được không? Royal Diveli quá mạnh. Một lượng combo cực kỳ lớn, tuy nhiên thì không vấn đề gì, có một hit của Muskete. Lượng máu bây giờ là chênh lệch. Solomon anh ta đang có lợi thế trong game này. Vô quê bỏ trụ bên kia vì bên kia cũng đang còn 1.600 máu, 1.200 máu. Giant có vào trụ không? Hình như là không. Còn Hunter này cũng nằm xuống thôi vì chết bởi Poison và Arrows vừa rồi. Có một hit của Muskete. Muskete vào trụ được không? Không. Đàn bác sẽ đây rồi. Tiếp tục là về sức mạnh về phía bên trái. Xbox Master là đang cứ đổi lên. Deck này Miner này cực kỳ là khó chịu bởi vì là khi mà defend Zion và là Knight với bên kia cũng Royal Diveli thì ngay lập tức là phía tân tiếp theo là anh ta đẩy ngay Worldbreaker và Miner ở phía bên trái luôn. Lượng máu bây giờ là cân bằng, Miner đang gì ạ? Rất đau. Thì mình nghĩ thì trong cái tân này Solomon anh ta bỏ thôi và cố gắng tốt này. Poison ở ngay cầu để giết con Nightwish. Có giết được không đây? Rất nhiều đam, tuy nhiên thì có bắt được chung con Nightwish. 402 máu con Nightwish thả xuống nhưng Miner họ vẫn chưa đẩy rồi. Con Nightwish hơi sớm. Worldbreaker. Bên này còn nhiều máu. Zion đẩy lên kịp không? Đây là thời điểm mà Miner sẽ đẩy lên rất rất nhanh. Miner. Holy. Oh my god! Watch the fuck! Just a little bit faster at the bottom left! Xbox Master! Take Solomon down! Vâng xem cái quái gì vậy? Đây là cái quái gì vậy? Vâng xem cái gì vậy? Oh my god! Very, very much!